các nguyên tử hydro trong nhóm định chức OH linh động. Do đó, rượu có khả năng tác dụng được với kim loại kiềm. Cái quan trọng ở đây chúng ta phải hiểu được bản chất, đó là tại sao các nguyên tử hydro trong nhóm định chức OH lại linh động. Thầy có thể trình bày lại về cấu tạo của nhóm định chức như sau. Mời các em tập trung theo dõi. Nhóm định chức OH hydroxin do độ âm điện của oxy lớn hơn độ âm điện của hydro. Do đó, các đôi điện tử góp chung bị lệch về phía oxy. Các đôi điện tử góp chung bị lệch về phía oxy. Cụ thể, ở đây là đôi điện tử góp chung bằng mối liên kết cộng hóa trị giữa oxy và nguyên tử hydro đã bị lệch về phía oxy. Do đó, mối liên kết OH kém bền. Cái mối liên kết OH kém bền làm cho nguyên tử hydro sẽ linh động, rất dễ bị thay thế bởi các yếu tố có tính khử mạnh. Điển hình nhất đó là các kim loại kiềm. Các bạn lưu ý điểm này. Còn về cả một chuyên đề về cấu tạo của ancol, mời các em quay lại video clip cấu trúc phân tử của ancol và cấu tạo nhóm OH, sự tương tác giữa gốc hydrocarbon đến nhóm OH và độ linh động của nguyên tử hydro. Mời các em quay lại video clip chuyên đề ancol mà thầy và Toliha đã trình bày trong các video clip trước. Còn trong video clip này, chúng ta khai thác sâu về phương pháp giải bài toán ancol tác dụng với kim loại kiềm. Phương trình tổng quát được viết như sau. Đó là ROH cộng natri ra được RONa cộng 1/2 hydro. Ở đây chúng ta thấy ngay đó là một nguyên tử hydro trong nhóm OH đã bị thay thế bởi nguyên tử natri để tạo RONa cộng 1/2 hydro.